Những tin chính sẽ có trong bản tin hậu trường bóng đá ngày 13 tháng 8. Nam Định bị phạt vì cổ động viên căng biểu ngữ chỉ trích ông Dương Văn Hiền. Vợ chồng Duy Mạnh hài hước chuyện con trai sắp chào đời. Văn Lâm đón sinh nhật xa gia đình và người yêu. Ban kỷ luật VFF đã có quyết định vào ngày 12 tháng 8, phạt số tiền là 15 triệu đồng dành cho ban tổ chức sân Thiên Trường vì lỗi để cổ động viên trên sân dùng biểu ngữ chỉ trích trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền. Mức phạt này thực chất cũng chỉ mang tính răn đe, chứ chưa tạo nhiều hiệu ứng tốt cho dư luận. Trước hết, những biểu ngữ của cổ động viên Nam Định trên sân Thiên Trường cho trận Nam Định gặp BKMX Bình Dương là không phù hợp và rất phản cảm, mang tính lăng mạ, nhắm vào cá nhân ông Hiền. Thậm chí còn có nhiều khán giả trên sân đã bày tỏ thái độ phản ứng bằng cách quay lưng về phía sân đấu để phản đối trưởng ban trọng tài. Tất nhiên, cổ động viên Nam Định quá bức xúc và họ có cơ sở để làm chuyện đó vì đội bóng Thành Nam cùng với Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chịu khá nhiều quyết định gây tranh cãi và bất lợi từ phía các trọng tài. Giám đốc kỹ thuật đội Nam Định ông Nguyễn Văn Sĩ cho rằng đội bóng của ông mất ít nhất 6 điểm trong hai trận đấu trước Hải Phòng và Sài Gòn FC. Trọng tài Vũ Phúc Hoan, trợ lý Phạm Hoài Tâm và trọng tài Mai Xuân Hùng điều khiển các trận đấu này đều bị treo còi bởi những lỗi nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Ông Dương Văn Hiền sau đó đã phải xin lỗi đội bóng vì những sai sót này. Nhưng cổ động viên Nam Định cho rằng họ không nhận được lời xin lỗi của ông Hiền. Thậm chí, dựa vào phát biểu của một quan chức đội Nam Định, tôi không biết ông Dương Văn Hiền xin lỗi câu lạc bộ Nam Định ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Nhưng đội bóng chúng tôi chưa nhận được lời xin lỗi nào trực tiếp đến từ phía ông Hiền. Nhưng Nam Định cũng chỉ biết làm công văn chỉ ra sai sót của trọng tài, chứ không thể thay đổi kết quả trận đấu. Người chịu thiệt vẫn là đội bóng. Duy Mạnh đăng tải lên Facebook cá nhân một bức tranh vẽ lại chân dung anh đang ngủ, kèm dòng trạng thái giấc mơ chưa. Anh không quên cảm ơn tác giả của nó. Ở phía dưới, Quỳnh Anh bình luận: sắp rửa mông thay bỉm rồi, điệu đà gì nữa. Bà xã Duy Mạnh bình luận phũ phàng nhưng xen vào sự hài hước và thực tế khi cả hai sắp sửa đón con đầu lòng. Cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn vào tháng 2 năm nay. Sau đó 3 tháng, Quỳnh Anh thông báo đang mang thai bé ú. Bà xã Duy Mạnh chia sẻ những hình ảnh đang mang bầu hoặc chuẩn bị đồ dùng cho con. Thậm chí, Quỳnh Anh còn than thở về việc ngoại hình phát tướng đến nỗi nhẫn cưới không còn đeo vừa ngón tay. Duy Mạnh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối vào tháng 2, phải sang Singapore phẫu thuật. Anh được xác định có thể trở lại đá bóng sớm nhất vào tháng 12. Anh lỡ mùa giải 2020 cùng Hà Nội FC. Mới đây, vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 được xác định sẽ rời sang năm 2021. Đây được xem là tin không vui đến với thể thao Việt Nam, nhưng lại là tin tốt với Duy Mạnh. Anh có thể an tâm tập hồi phục, trở lại mạnh mẽ để cống hiến cho đội tuyển vào năm sau. Chuyện Huỳnh Anh thân thiết với các thành viên trong gia đình Quang Hải không phải là điều mới mẻ. Cô nàng thường xuyên ghé thăm, lại khéo léo chăm sóc phụ huynh trong nhà. Không chỉ vậy, cô và người chị gái của Quang Hải còn rất thân nhau. Cả hai đều có chung sở thích là uống trà sữa, lo cà và thích buôn chuyện. Ngày 12 tháng 8, Huỳnh Anh đăng ảnh chụp cùng chị dâu Quang Hải lên Instagram cá nhân với lời chúc dễ thương. Huỳnh Anh chúc chị Linh sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc xinh đẹp hơn và yêu thương em nhiều hơn nhé. Trong ảnh, nàng Watts và người chị cùng ôm đóa hoa hồng, nở nụ cười vui vẻ. Bức ảnh được chụp vào tối 11 tháng 8 trong tiệc sinh nhật của mẹ Quang Hải. Bạn gái Quang Hải còn đang học nói tiếng miền Bắc để xóa nhòa khoảng cách về mặt giao tiếp với mọi người. Huỳnh Anh đã thành tâm thành ý bồi đắp tình cảm, luôn bên cạnh những dịp đặc biệt thế này, lại thể hiện sự chu đáo, chăm sóc, kỳ công tặng quà ấn tượng thì bảo sao, cô nàng được gia đình Quang Hải quý mến, coi như con cái trong nhà. Ngày hôm nay 13 tháng 8, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chính thức bước sang tuổi 27. Đây là sinh nhật đặc biệt của Văn Lâm khi diễn ra trong mùa dịch Covid-19. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến anh không thể rời khỏi Thái Lan và cũng không thể đón gia đình hay bạn gái Yến Xuân sang chung vui. Thế nhưng, bất ngờ vẫn đến với thủ môn sinh năm 1993. Rạng sáng 13 tháng 8, Văn Lâm chia sẻ hình ảnh chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật", người gửi có tên Sonia. Không khó để nhận ra, đây là biệt danh của Yến Xuân. Cô đã nhờ một người bạn bên Thái Lan đặt bánh và gửi cho bạn trai. Chiếc bánh và lời chúc tặng đơn giản nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn trong bối cảnh Văn Lâm đang cô đơn ở Thái Lan. Không chỉ có hình ảnh bánh sinh nhật, Văn Lâm cũng chia sẻ hình ảnh gọi video về cho gia đình. Mọi người cùng gửi lời chúc sinh nhật với tâm trạng rất hạnh phúc. Đặng Văn Lâm hiện tại đang sinh sống một mình ở căn hộ do Mường Thông United cung cấp. Anh đang duy trì việc tập luyện cùng toàn đội hướng tới ngày Thái League trở lại, dự kiến vào ngày 12 tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng khép lại tin hậu trường ngày 13 tháng 8.
Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.